Hả? Con nào? Nói thế mà nghe được à? Chắc là cháu không phải là con nhà gia giáo nhỉ? Mẹ lắm chuyện thế nhở? Mẹ hiểu nhầm hết con rồi, không phải. Mẹ im mồm đi. Làm bây giờ từ luôn, không có mẹ con gì cả. Ngồi đấy mà ăn được nữa à? Làm sao? Làm sao? Em còn thai rồi. Con ngu này, mày đã làm phò còn để bị dính à? Hả? Thằng nào? Em làm sao đây? Của anh chứ của thằng nào? Ok. Mày im mồm đi. Người ta nghe thấy bây giờ. Mày ăn ốc với thằng nào bắt tao đổ vỏ, tao không bị ngu nhá. Anh. Ơ kìa. Anh đi đâu? Anh không đi. Ơ kìa, bỏ ra. Mày làm sao đấy? Xuống xuống. Thế làm sao? Mày dựa vào đâu bảo đây là con của tao? Thế tôi hỏi anh, cả năm nay ngoài anh ra có còn ở với thằng nào nữa? Ngoài anh ra, bố thằng nào dám làm mà không dùng biện pháp phòng tránh đấy. Anh tin em chứ? Có thật không? Tiền đâu mà nuôi? Thôi bỏ đi. Em bị chết à? Okay. Nói thế mà nghe được à? Okay. Con của anh đấy, em phải biết sót chứ. Thì sót, nhưng mà không có tiền đâu. Thì bây giờ anh về anh thua chuyện cả mẹ anh. Anh thật bảo là mẹ anh chiều anh nhất cơ mà. Nhà anh giàu như thế, chẳng nhẽ mà không cho tiền nuôi con à? Không được, mẹ không tin đâu. Một cười nhở, làm sao mà không tin? Thế bây giờ cùng em nó chữa ảnh ra như thế, xong rồi anh là con một, mẹ anh mà không tin, không ưa em thì mẹ anh cũng phải thương cháu của bà. Bây giờ biết làm như thế nào? Chẳng nhẽ là vác cái bụng trình ảnh ra đập vào mặt mẹ à? Không được, biết làm thế nào bây giờ? Con chào mẹ. Long à? Dạ. Ngồi xuống đây con. Này, lâu lắm rồi không về thăm mẹ đấy. Dạ, con về thăm mẹ thế ạ. Ừ. Mà mẹ thấy dạo này con trai mẹ gầy lắm. Chắc là ở ngoài đi làm vất vả lắm hả? Vất vả gì đâu ạ. Hôm nay con về, con mua quà cho mẹ đấy ạ. Cái gì đấy con? Mẹ ơi đây, con biết là mẹ bị đau khớp và mất ngủ, nên đã tìm hiểu mua cho mẹ bộ sản phẩm hỗ trợ xương khớp Gosamin, giúp bổ sung các chất tăng nuôi dưỡng sụn khớp, hỗ trợ làm trơn các ổ khớp, hỗ trợ giảm khô khớp, cứng khớp, giúp khớp vận động linh hoạt, hỗ trợ giảm triệu chứng của thoái hóa khớp, viêm khớp. Kết hợp với viên uống ngủ ngon GABA có tác dụng hoạt huyết, tăng cường máu lưu thông lên não, giảm tình trạng hoa mắt chóng mặt, xây sầm mặt mày, hỗ trợ an thần, giảm căng thẳng tinh thần lo âu, giúp tạo giấc ngủ ngon, giấc ngủ sâu ạ, đảm bảo giúp mẹ cải thiện sức khỏe ạ. Chị bố anh tự dưng hôm nay lại quan tâm tới mẹ thế. Này, chắc là muốn xin gì đúng không? Chỉ có mẹ hiểu con thôi ạ. Thế thì mẹ cho con xin tiền nhá. Tiền á? Thế anh làm gì mà phải xin tiền? Con làm gì là việc của con. Mẹ hỏi làm gì ạ? Này, anh đừng có hỗn với mẹ nhá. Anh phải nói rõ thì mẹ mới cho được chứ. Mẹ lắm chuyện thế nhở? Vợ con có thai rồi.
con xin tiền nuôi con ạ. Vợ á? Vâng. Vợ nào? Mà anh lấy vợ lúc nào đấy? Vậy nào mẹ hỏi làm gì? Mẹ cho con tiền để con đi. Thì ít ra thì anh cũng phải cho tôi gặp vợ anh thì tôi còn biết con dâu tôi chứ. Ôi giời ơi. Mẹ chờ con một tí ạ. Em ơi, vào đây em ơi. Ngồi xuống. Vợ con đây ạ. Con chào cô ạ. Chào cháu. Mà nhìn cháu quen thế nhỉ? Đó. Sao lại quen ạ? Nhìn ấy thì có vẻ là bầu thật đấy. Nhưng mà liệu có chắc chắn là con của con hay không? Mà nhìn cháu ấy, cô nghĩ rằng chắc là cháu không phải là con nhà gia giáo nhỉ? Sao mẹ nói thế ạ? Con với vợ con quen nhau 1 năm rồi. Không phải con của con thì con ai ạ? Thôi được rồi. Không biết thực hư như thế nào. Nhưng mà mẹ sẽ cho anh tiền để chi tiêu. Còn khi nào bác sĩ thông báo ấy là con trai hay con gái thì lúc đó đến đây ta lại nói chuyện tiếp. Thôi được rồi mẹ ơi. Tiền của anh đây. Vâng, con xin mẹ. Thôi, bọn con đi vậy nhá. Có gì con về thăm mẹ sau. Con chào mẹ. Đi em. Cô ạ. Đi. Được rồi, chiều nay chú đến gặp tôi có việc nhờ nhé. Rồi. Em đi chơi ở ngoài đường cả anh như thế này, vợ anh mà nhìn thấy xong rồi vợ anh đánh ghen em thì sao? Em không phải lo nhá, cứ đi với anh yên tâm nhá, thoải mái đi. Sao đâu? Gì này? Cô dám? Này, thằng danh con, mày thích chết à? Hả? Im mồm. Mày thích là độ không? Cút. Dám lừa tôi đi theo dai à? Hả? Đủ rồi đấy. Mẹ. Mẹ, sao mẹ lại ở đây ạ? Vì lâu lắm tôi không thấy anh chị về xin tôi tiền, thế nên là hôm nay tôi cất công đến đây để tôi thăm anh chị đấy. Dạ vâng. Mẹ cứ đùa bọn con ạ. À? Thế dạo này sức khỏe của mẹ tốt không ạ? Cảm ơn anh, sức khỏe của tôi rất là tốt, nhờ có viên uống ngủ ngon GABA với cả viên khớp Gosami của tập đoàn Kohino ấy mà sức khỏe của mẹ anh bây giờ rất là khỏe, thế nên là hôm nay tôi mới có sức đến đây xử lý anh chị đấy. Mẹ nói thế là sao ạ? Xem đi. Xem. Anh giỏi thật đấy. Anh dám lấy đĩ về để làm vợ rồi còn hùa nhau về để lừa tôi tiền rồi đi phá thai thì anh chị tưởng là qua được cái mắt của tôi không? Con mẹ hiểu nhầm hết con rồi, không phải. Cô lại còn nắm gión nói dối à? Tang chứng vật chứng lù lù như này mà còn chối à? Cô ngủ với hàng trăm thằng rồi có bầu về nhà tôi ăn vạ đấy à? Mẹ ơi, không phải như thế đâu ạ. Đây là con của bọn con mà con bị sảy thai mà. Dạ. Còn cả anh nữa. Anh ngu thì anh cũng ngu vừa thôi. Để một cái đứa không ra gì mà rắt mũi. Anh còn lừa mẹ dối cha. Anh làm như thế có được không hả? Đã thế anh còn bê tha bệ dạng, nghiện ngập.
Tôi nói cho anh biết nhá, ngày hôm nay tôi đến đây, tôi nói thẳng với anh luôn ý, là bây giờ từ luôn, không có mẹ con gì cả. Mẹ ơi, mẹ bỏ con biết sống như thế nào ạ? Mẹ ơi, con xin mẹ tha cho con ạ. Tử tế thì tôi còn thương anh, còn anh như thế này tôi không thương nổi. Bây giờ thân anh tự lo đi. Còn á, ngày hôm nay ấy, tôi nói luôn cho anh biết, tôi quá sai lầm, tôi yêu thương và chiều chuộng anh. Anh có biết cả cái nhà này không tay bằng tiếng vì anh không? Bây giờ không còn gì nữa cả. Mẹ. Điều kỳ diệu.